thành quả của tối nay. Tối nào cũng ha đi. Cái nấm tươi rối rối luôn nghe. Cũng gần 1 ký. Làm sạch sẽ chắc không tới 1 ký. Nấm trắng trẻo sạch sẽ. Giờ làm sạch sẽ luôn cho mọi người. Lành chứ. Nấm sạch thiệt ha. Chưa làm mà đã sạch rồi. Cái nấm đi mập ghê không? Đầu mùa giờ ăn không à. Nấm ngon đó mọi người ơi.